Trong khi tại Hà Nội, một lăng tẩm nguy nga đồ sộ được xây cất để tưởng nhớ Hồ Chí Minh, thì tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, một đài tưởng niệm các nạn nhân cộng sản trên thế giới được khánh thành ngày 12 tháng 6 năm 2007. Rất nhiều sắc dân và dân chúng Hoa Kỳ đã đến tham dự. Đây cũng là lúc mọi người trên thế giới nhớ lại tội ác diệt chủng chống lại nhân loại của những lãnh tụ cộng sản Lenin và Stalin tại Nga Xô, Mao Trạch Đông tại Trung Hoa, Pol Pot tại Campuchia và Hồ Chí Minh tại Việt Nam. I proudly accept the victims of communism memorial on behalf of the American people. Trong buổi lễ khánh thành, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush cho biết các sử gia ước tính con số nạn nhân cộng sản trên thế giới lên đến 100 triệu người thiệt mạng tại Trung Hoa, Nga Xô, Campuchia, Phi Châu, Bắc Hàn, Việt Nam, Nicaragua và Cuba. Ông nói: chúng ta cần thay mặt những người đã khuất lên án tội ác của chế độ cộng sản, đồng thời ngăn chặn áp bức tái diễn. Tổng thống Bush cho rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết hết tên tuổi của những người đã bị giết, nhưng ngay tại nơi linh thiêng này, những nạn nhân vô danh của chủ nghĩa cộng sản sẽ được lịch sử tôn vinh và tưởng nhớ mãi mãi. Thế giới, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hai miền Nam Bắc đã được nối lại giao thông sau 25 năm chia cắt. Nhưng con chim hòa bình đã không tìm thấy khung trời mơ ước của mình. Thay vì thống nhất, hàng gắn đổ vỡ và xây dựng, xã hội Việt Nam lại vỡ ra từng mảnh. Một câu hỏi đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Hết chiến tranh, nhưng sao dân tộc Việt Nam không được hưởng thái bình, tự do dân chủ như bao nhiêu quốc gia khác? Nghèo đói, bị áp bức, tù đày, sợ hãi đã tạo nên lòng thù hận của người dân Việt Nam đối với chế độ cộng sản, khiến cho hơn 2 triệu người đã bất chấp mọi nỗi nguy hiểm rời bỏ quê hương tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 1975, cũng như sự kiện hàng triệu người đã trốn chạy chế độ cộng sản tại miền Bắc vào năm 1954. Chiến tranh Việt Nam suốt lộ trình đẫm máu cho hai miền Nam Bắc trong hơn nửa thế kỷ đều liên quan đến một nhân vật lịch sử
được thế giới nhắc nhở đến ngày hôm nay. Hồ Chí Minh soi sáng những vùng tối của lịch sử, thấu đáo những biến cố từ cuộc chiến Việt Nam vừa qua. Không thể không tìm hiểu sự thật về con người của Hồ Chí Minh. Đánh giá chính xác về con người Hồ Chí Minh chính là góp phần nhận định chiều hướng diễn biến của thực tế xã hội Việt Nam hôm nay. Rất tiếc, Hồ Chí Minh không nằm trong số những nhân vật lịch sử mà toàn bộ cuộc sống và con người là những trang sách luôn mở rộng cho bất kỳ ai muốn tìm đọc. Cuộc sống và con người của ông lẫn khuất sau nhiều lớp màn che với những màu sắc mờ ảo của một thứ huyền thoại đầy ngờ vực. Để xua đi những dối trá và thêu dệt đang vây quanh Hồ Chí Minh, cần có những nỗ lực tiến đến sự thật. Đó là chủ đích của cuốn phim Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Theo các tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh thuộc dòng dõi gia đình yêu nước. Ngay từ nhỏ, ông đã có chí khí. Năm 21 tuổi, ông buông ba ra hải ngoại tìm đường cứu nước. Ông sống đạo đức, nhân hậu, không màng đến danh lợi, không nghĩ tới chuyện quan hệ nam nữ. Ông chỉ biết phục vụ cho dân tộc, quyết tâm tranh đấu cho đất nước được độc lập, người dân được ấm no. Theo các tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là một nhà tư tưởng lớn, là tác giả một số tác phẩm thi văn được UNESCO phong tặng là danh nhân thế giới, là kết tinh của mấy ngàn năm lịch sử. Ông đã giải phóng dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ. Tiếc thay, ngày nay những công trình nghiên cứu của các sử gia và các nhà biên khảo đã tìm thấy những chứng tích sử liệu và các nhân chứng sống đã đưa ra bức chân dung thật của Hồ Chí Minh, khác hẳn những gì Đảng Cộng sản viết trong các sách giáo khoa hay phim ảnh, tài liệu tuyên truyền về lãnh tụ của họ. Trước hết, nói về thân thế của Hồ Chí Minh. Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, con của phó bản Nguyễn Sinh Sắc, là một nhà yêu nước. Ông từ chức tri huyện Bình Khê vì không muốn làm quan cho giặc Pháp. Năm 1911, làm bồi tàu để qua Pháp lo tìm đường cứu nước. Từ năm 1912 đến năm 1917, tiếp tục làm bồi tàu để đi nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Cuối năm 1917, từ Anh trở lại Pháp, bắt đầu hoạt động chính trị, sống nghề thợ ảnh. Năm 1919, tích cực hoạt động tại Pháp, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Tháng 6 năm 1923, từ Pháp sang Liên Xô, làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Tháng 11 năm 1924, về Trung Quốc, làm việc trong đoàn cố vấn Borodin của chính phủ Liên Xô, bên cạnh chính phủ Tôn Dật Tiên. Tháng 5 năm 1927, rời Trung Quốc trở lại Nga. Từ tháng 7 năm 1928, đến tháng 11 năm 1929, qua hoạt động tại Thái Lan. Đầu năm 1930, lập Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hồng Kông. Tháng 6 năm 1931, bị chính quyền Anh bắt giam tại Hồng Kông. Mùa xuân năm 1933, được trả tự do. Từ năm 1934 đến năm 1938, sống ở Nga. Ngày 28 tháng Giêng năm 1941, về lại Việt Nam. Tháng 8 năm 1945, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, làm Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chết ngày 3 tháng 9 năm 1969. Ngay trong phần lý lịch của Hồ Chí Minh đã có sự mờ ám. Hồ Chí Minh có thực sự sinh vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 và chết ngày 3 tháng 9 năm 1969 hay không? Nhà văn Vũ Thư Hiên là con trai của Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của Hồ Chí Minh. Ông bị bắt năm 1967 và giam cầm 9 năm trong vụ nhóm xét lại chống đảng. Năm 1997, hồi ký Đêm giữa ban ngày của ông được xuất bản. Trong đó, ông tiết lộ những bí mật của vụ án xét lại. Ông nói về ngày sinh 19 tháng 5 năm 1890
của Hồ Chí Minh như sau. Ngày 19 tháng 5 là chắc chắn không phải. Bởi vì ngày 19 tháng 5 thì Đô đốc Đa Sang Liêu đại diện cho phía Pháp có đi từ Hải Phòng lên Hà Nội. Và chính cái ngày đó cụ Hồ có nghĩ rằng nếu như trong trường hợp mà Đa Sang Liêu lên Hà Nội trong một không khí lạnh lẽo thì không tốt cho sự đàm phán. Cho nên có nói với lại bố tôi rằng là bây giờ anh đi cho gửi một cái công văn đến các nơi là tổ chức ngày sinh cho tôi là ngày 19 tháng 5. Thì khi mà Đốt Đa Sang Liêu đến Hà Nội thì thấy trăng đèn kết hoa, rồi dân vui vẻ, tưởng như là về cảm giác đó, mừng sinh nhật của Chủ tịch nước lúc bây giờ. Hồ Chí Minh cũng đã dùng trên 50 tên để hoạt động. Tên sau cùng là Hồ Chí Minh, cái tên được biết đến nhiều nhất cho tới ngày nay. Về cái tên khá phổ biến khác là Nguyễn Ái Quốc, mà Hồ Chí Minh đã dùng khi mới tới Pháp, được nhà nghiên cứu Minh Võ, tác giả cuốn Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp cho biết. Nguyễn Ái Quốc là tên chung của nhiều nhà ái quốc ở Pháp lúc bây giờ, trong đó có các ông Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền. Các bậc đàn anh thấy Nguyễn Tất Thành còn trẻ, mới sang Pháp, chưa làm được cái thành tích gì để cho người Pháp họ theo dõi, làm khó khăn. Cho nên những cái bài viết hay là văn kiện do các ông ấy sản xuất thì các ông ấy lại để cho Nguyễn Tất Thành đứng tên, cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc. Chính trong quyển Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động của Hồ Chủ tịch, do ông ấy viết với cái bút hiệu Trần Dân Tiên, ông ấy đã xác nhận điều đó. Người ta có thể đọc: ông Nguyễn không đủ tiếng Pháp để viết, phải khẩn khoản yêu cầu ông Phan Văn Trường viết thay. Ông Trường viết giỏi nhưng không muốn ký tên, chính ông Nguyễn đã phải ký tên những bài báo. Ngày chết của Hồ Chí Minh cũng mang tính giả dối, như sự tiết lộ của tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, chủ tịch Ủy ban tố cáo tội ác Hồ Chí Minh, chống lại dự án vinh danh Hồ Chí Minh của UNESCO năm 1988. Năm đó Hà Nội vừa công bố ngày chết thật sự của Hồ Chí Minh là 3 tháng 9 69 và phủ nhận cái ngày chết thiệt là 2 tháng 9 nhưng mà cái ngày chính thức là 3 tháng 9, thì đó là một sự nói dối. Những cái điều này có lợi cho chúng tôi là nạp cho UNESCO và nói rằng UNESCO là một tổ chức văn hóa khoa học, không thể chấp nhận một cái điều phản khoa học và dối trá, tức là phản văn hóa. Sách báo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng thân phụ Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Sinh Sắc bỏ áo từ quan vì chống đối triều đình thân Pháp. Nhưng chứng liệu tìm được cho thấy ông phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã không hề từ chức mà bị triều đình bãi chức vì đã liên can đến một vụ ngộ sát. Ông Trần Gia Phụng là nhà nghiên cứu sử đã viết 12 tác phẩm về sử học, trong đó có bộ Việt Sử Đại Cương, gồm nhiều tập, gần 2.000 trang. Ông Trần Gia Phụng cho biết. Là tháng 5 năm 1909, thì ông Nguyễn Sinh Sắc lúc đó đổi tên là Nguyễn Sinh Huy, được bổ nhiệm làm tri huyện Bình Thuận Khê ở tỉnh Bình Định. Trong một cái cơn say rượu, ông Huy hạch hỏi một người tù thuộc hạ của ông Huy đó, đã đánh chết cái người tù đó. Gia đình của người tù đó mới kiện lên triều đình, và triều đình đã ra cái sắc chỉ ngày 17 tháng 9 năm 1910 là phạt đánh Nguyễn Sinh Huy là 100 trượng. Thì cái hình phạt này được đổi hạ 4 cái cấp quan lại và sa thải ông Nguyễn Sinh Huy. Thì như thế đó, là ông Nguyễn Sinh Huy không từ quan để chống đối triều đình mà ông bị triều đình sa thải vì phạm lỗi. Tiến sĩ sử học Vũ Ngữ Chiêu, tác giả nhiều tác phẩm nghiên cứu sử học, trong đó có quyển Hồ Chí Minh, Con Người và Huyền Thoại qua bút danh Chánh Đạo. Trong việc nghiên cứu các sử liệu, ông là người đã phát hiện được 2 lá thư của Hồ Chí Minh xin học trường bảo hộ Pháp năm 1911. Người nghiên cứu về Hồ Chí Minh trên thế giới bây giờ đều xác nhận một điều là
Quảng Huy không hề từ chức, mà thực ra đã năm 1912 khi Hồ Chí Minh đã đi ra ngoại quốc rồi, còn viết thư về yêu cầu mấy khâm sứ Huế và toàn quyền Đông Dương để cho cụ Huy được trở lại làm quan, nhưng việc không thành. Còn dĩ nhiên là cái cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản, họ có những kỹ thuật riêng về tuyên truyền của họ, là họ không cần nói sự thực, họ chỉ cần nói những cái gì để làm đẹp lãnh tụ của họ. Thí dụ như ông Đặng Thái Mai chẳng hạn, ông ấy đưa ra cái huyền thoại là cụ Phó Bảng Huy không bao giờ làm quan cho Tây vì cụ là người yêu nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là lúc bấy giờ thì ông Hồ Chí Minh còn đang cai trị, đang có quyền, thì không thiếu những loại cung văn như thế, không những về thân nhân của ông Hồ mà còn ngay cá nhân ông Hồ Chí Minh nữa, họ cũng tạo cho ông Hồ Chí Minh rất nhiều huyền thoại. Năm 1911, cậu thanh niên tên Nguyễn Tất Thành xuống tàu La Touche-Tréville xin một chân phụ bếp để đi Pháp. Cậu chỉ mới 21 tuổi, chưa hiểu biết nhiều về thời cuộc, lại trong tình trạng người cha vừa bị triều đình sa thải. Sau đó, cậu Nguyễn Tất Thành đã làm đơn gửi chính phủ Pháp xin được học trường thuộc địa Pháp, nhưng đã bị từ chối. Trong hoàn cảnh đó, không thể tin rằng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước như Đảng Cộng sản Việt Nam tương truyền trong các sách vở giáo khoa. Nhà biên khảo Trần Gia Phụng phân tích sự kiện này như sau. Thì tôi xin đọc lại của bản dịch cái đơn mà của ông Nguyễn Tất Thành gửi cho Tổng thống Pháp. Kính thưa Tổng thống Cộng hòa, tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng hảo tâm của Ngài ban cho tôi đặc ân được nhận vào nội trú trường thuộc địa. Tôi hiện đang làm công nhân trong công ty Charge Réunion, tàu Amiral La Touche-Tréville, để sinh sống. Tôi hoàn toàn không có một chút tài sản nào, nhưng khao khát học hỏi, và tôi ước mong trở nên hữu ích đối với đồng bào tôi, đồng thời làm thế nào cho họ hưởng được những hữu ích của nền học vấn. Trong khi chờ đợi cái câu trả lời, thì xin Ngài nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi. Ghi ở phía dưới rất rõ ràng là Nguyễn Tất Thành sinh tại Vinh năm 1892, con của ông Nguyễn Sinh Huy Phó Bản, học sinh Pháp văn, Quốc ngữ và Chữ Nho. Và đây là cái văn thư mà ông giám đốc trường thuộc địa Paris từ chối đơn của Nguyễn Tất Thành. Và như vậy, ông ra đi là để tìm cách giải quyết cái sinh kế gia đình, chứ không phải là ông ra đi để tìm đường cứu nước. Tháng 5 năm 2003, một tạp chí nổi tiếng ở Hồng Kông lên tiếng nhiều lần về Hoa Quốc Phong, từng là thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, rồi chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, là con trai ngoài giá thú của Mao Trạch Đông. Cũng như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đến nơi đâu đều có bóng dáng đàn bà bên cạnh, để lại những đứa con nhưng chẳng bao giờ nhìn nhận. Các tài liệu tìm thấy trong các văn khố ngoại quốc, những tiết lộ của các nhà sư khảo như William Doiker, Hoàng Tranh, Sophie Quinn Judge đã phá vỡ bức tường bưng bít thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những khám phá về sự quan hệ của Hồ Chí Minh với những người đàn bà trong đời hoạt động chính trị của ông đã tuần tự phổ biến rộng rãi trên truyền thông quốc tế, nhất là các mạng lưới Trung Quốc, kể cả những mạng lưới trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tác giả cuốn sách Hồ Chí Minh – A Life, William J. Doiker, đã kể ra những người tình của Hồ Chí Minh như Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh, Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân, Nguyễn Thị Phương Mai. Trong năm người đàn bà kể trên, có ba người được nhắc đến nhiều nhất là Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai và Nông Thị Xuân. Bà Tăng Tuyết Minh, người Trung Hoa, là vợ chính thức có hôn thú của Hồ Chí Minh. Theo giáo sư Hoàng Tranh, Viện Phó, Viện Khoa học Xã hội Đại học Quảng Tây, tác giả cuốn Hồ Chí Minh với Trung Quốc, đã cho biết, Tăng Tuyết Minh, quê ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông, sinh tháng 10 năm 1905 ở thành phố Quảng Châu. Tháng 10 năm 1926, Hồ Chí Minh, lúc đó
lấy tên là Lý Thụy, tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Thái Bình với sự chứng kiến của Thái Sướng, Đặng Vĩnh Siêu, vợ của Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Cộng sau này. Tháng 5 năm 1927, Hồ Chí Minh rời Quảng Châu, từ đó không hề gặp lại người vợ của mình. Mặt khác, bà Sophie Quinn Judge, tiến sĩ sử học người Anh, đã sống nhiều năm ở Việt Nam khi làm phóng viên cho Viễn Đông Kinh tế Thời báo. Bà là tác giả tác phẩm nổi tiếng Hồ Chí Minh, The Missing Years. Trong cuộc phỏng vấn tại Hoa Kỳ, bà đã nói về mối quan hệ với phụ nữ của Hồ Chí Minh như sau. It seems that somewhere along the line, Ho Chi Minh... Vâng, chắc hẳn là ở một lúc nào đó, trong quá trình viết về ông Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định là nên vẽ ông ta như một người không có gia đình. Nhưng rồi chắc chắn là ông Hồ có quan hệ với một số phụ nữ, như là vào năm 1926, khi ông ta ở Quảng Châu, một đồng chí của ông ta tìm ra được một phụ nữ Quảng Châu để cho ông ta lấy làm vợ. Đó là cô Tăng Tuyết Minh, người trở thành vợ ông ta vào tháng 10 năm 1926. Về Nguyễn Thị Minh Khai, bà Sophie Quinn Judge cho biết Sở Cảnh sát Hồng Kông đã bắt được một lá thư của Nguyễn Thị Minh Khai viết từ Hồng Kông, ghi rõ là đã lấy chồng tên là Linh, bí danh của Hồ Chí Minh lúc ấy. Bà còn cho biết có chứng tích trong văn khố quốc tế cộng sản cũng như trong văn khố của cảnh sát Pháp, là vào năm 1934, sau khi có một phái đoàn Việt Nam sang họp đại hội thứ 7 của quốc tế cộng sản ở Mặt Tư Khoa, có mang hai lá thư của Hà Huy Tập, là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ. Một trong hai lá thư đó nói là vợ của Quốc sẽ sang họp. Và phái đoàn Việt Nam chỉ có độc nhất một người phụ nữ, đó là Nguyễn Thị Minh Khai. Chuyện đó rõ ràng bảo cho ta là có chuyện gì đó giữa hai người. Khi sang đến Mặt Tư Khoa, cô ta phải điền một mẫu ghi danh, trong đó phải khai tất cả chi tiết cá nhân, những người mình quen biết và những thông tin khác nữa. Ở nơi dòng hỏi về hôn nhân thì cô ta ghi có chồng. Xong rồi cô ta viết ở trên đó một cái gì như chữ Quốc mà cô ta gạch đi, rồi đổi lại thành Linh. Vâng, Linh là tên của Hồ Chí Minh lúc bấy giờ ở Mặt Tư Khoa. Ông ta có một bí danh cho mỗi giai đoạn trong đời hoạt động của ông ta. Những tên này ông thay sau 2-3 năm, rồi ông ta còn dùng những bút hiệu khác nữa. Nhưng Linh thì đích xác là tên của ông ta trong thời gian ông ở Liên Xô. Một trong những bút hiệu của Hồ Chí Minh là T. Lan, mà một số người cho rằng chính là tên Trần Thái Lan, một tên khác của Nguyễn Thị Minh Khai, mà Hồ Chí Minh đã dùng để tự nói về mình trong tập sách Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện. Tiến sĩ sử học Vũ Ngữ Chiêu đã từng miệt mài trong các văn khố ngoại quốc để tìm hiểu về Hồ Chí Minh, cho biết về chuyện tình ái của Hồ Chí Minh như sau. Nhưng mà người vợ mà ít ai biết của ông Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Vịnh, sau này đổi tên là Minh Khai, chị vợ của Võ Nguyên Giáp. Thì cô ấy theo Tân Việt Cách Mạng Đảng, rồi qua đến Hồng Kông thì làm thư ký riêng cho Hồ Chí Minh. Lấy Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh có khai với lại viên chức người Nga là sắp lấy vợ, tức là thượng cấp vợ ông. Thì ông viên chức kia bắt ông rằng là phải làm đơn rồi chờ 2 tháng mới có kết quả là được lấy hay không. Nhưng mà họ cũng chỉ ở với nhau được mấy tháng thôi. Một người đàn bà khác là Nông Thị Xuân đã ăn ở và có đứa con trai với Hồ Chí Minh, sau đó bị thủ tiêu trong tai nạn xe hơi được dàn dựng, là một trường hợp rất thương tâm. Nhà văn Vũ Thư Hiên cho biết, sau khi đẻ được một đứa con với cụ Hồ thì bà ấy đòi là được phải là vợ. Thì chính cái đó đã gây ra cái chết của bà ấy, một cái chết bất đắc kỳ tử. Thì cái chết đấy là nó xảy ra trong một cái trường hợp là người ta không ai biết, là bóp cổ chết trước hay là ô tô đè chết. Nhưng mà người ta cho rằng bà đã cái xác chết của bà đã được đặt ra đường để ô tô cán lên. Những cái tình tiết đã được tiết lộ về sau này thì cái xe ô tô ấy có cả Tạ Quang Chiến,
Tạ Quang Chiến, tức là anh Chiến về sau làm tổng cục trưởng tổng cục thể thao. Thì Chiến là một trong những bảo vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì như thế có nghĩa là ông Hồ phải biết. Ông Nguyễn Minh Cần là nhà văn, nhà báo, cựu đảng viên Cộng sản, từng giữ chức ủy viên thường vụ Thành ủy Hà Nội, phó chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội. Ông được Đảng Cộng sản Việt Nam cử đi học trường đảng cao cấp tại Liên Xô. Tại đây, ông đã xin tị nạn chính trị và tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh đòi dân chủ. Đã cho biết thêm những chi tiết về những nạn nhân tiếp theo sau cái chết của bà Nông Thị Xuân như sau. Cô Xuân bị giết thì cô em là Nông Thị Vàng chạy về Cao Bằng thì cùng bị giết luôn để bịt đầu mối. Và người em họ của cô Xuân cũng không thoát khỏi bàn tay bầm đầm máu. Cuối năm 1983, các giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhận một lá thư đề ngày 19 tháng 7 năm 1983, ký tên là chồng của Nguyễn Thị Vàng với lời ghi: Tôi, một thương binh sắp đi qua thế giới khác, máu hòa nước mắt, viết thư này. Lá thư kể chi tiết một loạt những nhân chứng về cô Nông Thị Xuân bị thủ tiêu. Trong thơ, người thương binh đã mô tả xác cô Nông Thị Xuân sau khi khám nghiệm. Bác sĩ cho biết xương đỉnh đầu bị rạn nứt, như có người dùng búa đánh ngay giữa đầu. Anh viết: sau đó đến phiên người em gái tên Vàng, trên đường đi thăm ông cậu bị giết chết, quăng xuống sông Hoàng Giang. 3 ngày sau mới tìm thấy xác. Sau đó đến lượt cô Nguyệt, vợ chưa cưới của anh, và những người ở trường y tá Thái Nguyên nghe chuyện cô Vàng kể cũng bị giết lây. Khi sang nước Nga, ông đã tìm hỏi và biết câu chuyện nhưng chưa dám công bố, cho tới khi nhận được tài liệu đầy đủ là bức thư của chồng chưa cưới cô Vàng và lá thư khác của một số thương binh bạn của anh gửi cho những người lãnh đạo đảng tố cáo tội ác nói trên. Lúc đó, ông mới viết bài công bố vụ án này vào ngày 10 tháng 3 năm 1997. Ông Bùi Tín là cựu đại tá quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân dân. Tháng 9 năm 1990, ông sang Pháp dự hội hàng năm của báo L'Humanité, rồi quyết định xin tị nạn chính trị tại Pháp. Từ đó, ông viết báo lên án tình trạng mất nhân quyền, phản dân chủ tại Việt Nam. Đặc biệt nói về nạn nhân bi thảm kéo dài nhất của sự tàn nhẫn trên đây là số phận của đứa con vô thừa nhận của Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân. Ông ấy có với cô Xuân một đứa con trai. Mà cách đây 2 tháng tôi có viết một bài báo dài lắm. Tôi có nói đến không thể để số phận một con người như thế được. Tức là anh Nguyễn Tất Trung là sinh năm 56, năm nay là 52 tuổi. Thì 52 tuổi anh sống trong một cái hoàn cảnh rất là cực nhục. Biết mình là con ông Hồ, dần dần biết, người ta giấu kỹ lắm. Bởi vì sau khi anh đẻ ra thì lại giao cho, lúc đầu là giao cho hội phụ nữ nuôi như là con mồ côi. Thế sau mới giao cho Chu Văn Tấn, là ông tướng ở Việt Bắc. Thế nên sau này ông Chu Văn Tấn bị coi như khai trừ khỏi đảng. Để ông ấy bị mất chức, mất tất cả, bị tù, chết trong tù. Đấy, thì là do đó mà Nguyễn Tất Trung này không còn, ông không nuôi nữa thì là giao cho ông Vũ Kỳ. Thế khi mà ông Hồ mất là ông Vũ Kỳ nuôi và đặt tên là Vũ Trung. Bên cạnh chủ trương tạo cho Hồ Chí Minh một con người đạo đức như một nhà tu hành, Đảng Cộng sản Việt Nam còn suy tôn Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, một nhà văn hóa. Tập thơ nổi tiếng Ngục Trung Nhật Ký là tác phẩm thơ nói về đời sống lao tù của một tác giả Trung Hoa, với những tình tiết và khung cảnh lịch sử của Trung Hoa thập niên 1930. Nhưng thật kỳ lạ, Đảng Cộng sản Việt Nam lại mạo nhận tác phẩm đó là của Hồ Chí Minh. Khi phân tích tác phẩm này bằng văn bản học, các nhà biên khảo đã khám phá những mâu thuẫn nội tại.
tại trong cuốn sách và xác định Hồ Chí Minh không thể là tác giả của tác phẩm này. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là nhà biên khảo về văn hóa và văn học Việt Nam. Ông đã từng giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông cũng là giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trước đây. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về Ngục Trung Nhật Ký, cho biết như sau. Vấn đề Ngục Trung Nhật Ký có là một tác phẩm của Hồ Chí Minh hay không là một vấn đề chúng ta có quyền nghi ngờ. Cái người đầu tiên ngờ vực vấn đề đó là học giả Đặng Thái Mai, tức là bố vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay từ thập niên 1960, ông Đặng Thái Mai đã trông thấy cái sự khác biệt giữa cái ngày tháng đề ở bìa của cuốn Ngục Trung Nhật Ký là năm 1932 đến năm 1933. Mà trong khi chúng ta biết ông Hồ Chí Minh bị tù ở Trung Quốc là 10 năm sau, từ năm 1942 cho đến năm 1943. Ông Đặng Thái Mai có hỏi và thực sự không bao giờ nhận được một cái câu trả lời. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết trong hai lần Hồ Chí Minh ở tù, những năm 1932 tới năm 1933 ở Hồng Kông và quản chế tại Mạc Thư Khoa từ năm 1935 tới năm 1939, cũng không có làm bài thơ nào. Rồi tự nhiên, khi về làm chủ tịch nước 15 năm sau, thì người ta mới khám phá ra ông có làm thơ thời gian tù ở Trung Quốc. Đó là một điều rất đáng ngờ vực. Thì chúng ta thấy có quá nhiều những cái điều không thể hiểu được nếu ông là tác giả thực sự của cuốn Ngục Trung Nhật Ký. Thứ nhất, hầu hết những cái bài thơ ở trong đó đều nói về những chuyện ở bên Trung Hoa, như là kháng chiến chống Nhật, như là ca tụng ông Tưởng Giới Thạch. Thì không lẽ ông Hồ Chí Minh là một người, nếu chúng ta tin rằng là yêu nước Việt Nam, mà lại đi ca tụng chuyện của nước người, mà ngay cái số bài thơ ở trong quyển đó cũng không có rõ. Có nơi nói là 100 bài, có nơi là lần đầu tiên in năm 1960 chỉ có 114 bài. Với thời gian ấy, cái số bài này nó cứ tăng lên. Thế rồi thì lại có cái vấn đề của những các dịch giả ấy, cũng gian lận. Tỉ dụ như nó có một cái bài thơ nói đến năm ngôi sao, thì ông Nam Chân dịch là năm ngôi sao vàng. Vì lý do đó thì chúng ta đã có những cái tác phẩm của giáo sư Lê Hữu Mục, của chị Trần Khải Thanh Thủy, và gần đây nữa của ông Đỗ Thông Minh ở bên Nhật. Mỗi ngày người ta càng tìm thêm những cái nó gọi là mâu thuẫn nội tại ở trong cái quyển sách đó. Giáo sư Lê Hữu Mục, nhà biên khảo, phê bình văn học, nghiên cứu triết học và tôn giáo, cho phát hành cuốn Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký. Cuốn sách đã làm nhức nhối Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cho biết. Nhà thơ Liên Xô Pavel Antokonsky, tháng 11 năm 18, nhà thơ Liên Xô được mời đến phủ chủ tịch. Ông viết: tôi báo cáo với người về công việc đã làm được trong một tháng ở Việt Nam. Ông báo cáo với Hồ Chí Minh là tập thơ Ngục Trung Nhật Ký của người đã được dịch ra và cho đăng báo, thì Hồ Chí Minh phá lên cười một cách vui vẻ và nói chẳng qua là lúc ở chiến khu Việt Bắc rảnh rỗi nên ông làm thơ chơi, cả ông và các đồng chí của ông nữa. Nhà thơ Liên Xô nói ông rất thất vọng vì Hồ Chí Minh đã không xác nhận mình là tác giả tập thơ và cố tình tránh né câu hỏi liên quan đến Ngục Trung Nhật Ký. Hai cuốn sách với tựa đề Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch và Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện ca tụng Hồ Chí Minh như một người cha của dân tộc. Người ta cứ ngỡ rằng những cuốn sách này là của hai tác giả Trần Dân Tiên và Tê Lan nào đó. Nhưng thật ngạc nhiên đến lý thú, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vô tình thú nhận Trần Dân Tiên chính là bút hiệu của Hồ Chí Minh. Cuốn sách trước đây được dịch ra tiếng Pháp, gửi sang Ngưỡng Quang, Miến Điện để dịch gấp ra tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác. Cán bộ Cộng sản khắp nơi dựa theo đó tô vẽ, tạo ra nhiều huyền thoại, biến ông thành vị thần bí ẩn, và một số nhà báo, học giả ngoại quốc cũng theo đó ca tụng ông là cha già dân tộc. Năm 1989, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vô tình tiết lộ Trần Dân Tiên chính là bút hiệu của Hồ Chí Minh
khi công bố các tác phẩm của ông với các bút hiệu đã sử dụng để chứng minh khả năng văn hóa của ông, hy vọng được tổ chức UNESCO tôn vinh là nhà văn hóa thế giới. Ông Trần Ngọc Thành, sinh trưởng tại Nghệ An, cùng quê với Hồ Chí Minh, nguyên là du học sinh Việt Nam tại Ba Lan. Khi về nước, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ông ly khai và trở lại Ba Lan sinh sống. Đã nhận xét về hành động thiếu đạo đức này của Hồ Chí Minh. Thực ra cái việc ký tên Trần Văn Tiên á, thì lúc đầu á thì là chúng cùng chỉ trong một nội bộ một số người biết thôi. Nhưng mà đây là một cái đòn gọi là gây ốc độc độc tấn công. Thì cuối những năm 80 thì người ta muốn xưng danh ông là nhà văn hóa thế giới. Thì người ta nghĩ rằng là văn hóa thế giới thì phải có thơ, phải có văn, rồi có là những cái khác nữa. Thì người ta không biết đưa những cái tác phẩm nào của Hồ Chí Minh cả. Thế đưa cái tác phẩm này, vừa đi đường vừa kể chuyện, hay là cái tác phẩm là ca ngợi Hồ Chí Minh, nói người rằng là ông này là cũng một nhà thơ, nhà văn. Nhưng mà đưa ra một cái nhà văn mà tự viết văn ca ngợi người hình như thế là nó lật ngược một cái vấn đề. Tức là ông nói là người ta ông Hồ Kiêm Tốn, nhưng mà hoàn toàn là ông giả dối. Mục đích là suy tôn lãnh tụ, đấy là chủ trương của Hồ Chí Minh. Và ông Bùi Tín, người đã từng có hơn 30 tuổi đảng, nhận xét như sau. Cái việc là ông Hồ đã dùng cái bút danh Trần Dân Tiên để viết về những mẫu chuyện về đời sống của Hồ Chủ tịch. Thế thì tôi nghĩ là mở đầu là Bác Hồ là người rất khiêm tốn, không muốn kể về mình. Mà chính đấy lại là ông Hồ viết. Đạo đức đơn giản nhất con người không cho phép làm cái chuyện đó. Năm 1990 là sinh nhật 100 năm của ông Hồ đó. Viện Văn học Việt Nam xuất bản những cuốn sách về Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên kể rằng trong những cái tên bút danh mà ông ấy dùng là có 26 bút danh. Sau này kể đến hơn 40 bút danh. Và một trong những bút danh là Trần Dân Tiên. Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền rằng Hồ Chí Minh đã được UNESCO công nhận là danh nhân thế giới. Thực tế, đó chỉ là đề nghị lên UNESCO của đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam. Nỗ lực của người Cộng sản để vinh danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa thế giới bất thành. Vì tổ chức văn hóa quốc tế này đã nhận ra sự mang trá tài liệu và tội ác của Hồ Chí Minh do người Việt hải ngoại cung cấp, như phần trình bày sau đây của tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, một nhân chứng quan trọng trong Ủy ban tố cáo tội ác Hồ Chí Minh. Năm 1987, Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO họp và theo cái thơ đề nghị của ông Võ Đông Giang, là Bộ trưởng của Hà Nội, gửi yêu cầu UNESCO ghi vào chương trình tạm thời cái thơ đề nghị để tổ chức sinh nhật một lần thứ 100 Hồ Chí Minh như là một danh nhân thế giới. Cũng nên nhắc lại rằng ông tổng giám đốc UNESCO lúc bấy giờ là ông Em Bo, là một người Phi châu có khuynh hướng thân cộng, cho nên cái việc chấp nhận sự đề nghị của phía Hà Nội là một nước cộng sản rất dễ dàng. Trong cái thơ, cái quyết nghị của UNESCO không hề có cái câu rằng Hồ Chí Minh là một danh nhân thế giới. Cái tiếng Hồ Chí Minh là một danh nhân thế giới là cái lời của ông Võ Đông Giang viết trong cái thơ đề nghị với UNESCO. Sau khi quyết nghị của UNESCO được phổ biến, người Việt tại Paris thành lập ủy ban vận động bãi bỏ việc thi hành quyết nghị nói trên. Ủy ban đã được sự hỗ trợ mạnh mẽ của đồng bào trên khắp thế giới, cũng như các giới chức chính quyền và dân cử Pháp. Ông Nguyễn Văn Trần cho biết, lúc đó ban vận động còn có các lợi điểm sau đây. Các thượng nghị sĩ Pháp đã trả lời rất là thuận lợi. Và dưới hình thức ở quốc hội, cả dân biểu, ủy ban ngoại giao, ủy ban nội vụ, ủy ban văn hóa của quốc hội đều chất vấn chính phủ. Chính phủ sẽ có quyết định thế nào khi lễ 100 năm Hồ Chí Minh, và chính phủ Pháp có quyết nghĩ thế nào về cái quyết định của UNESCO này. Với lại cái khối lượng hơn 30.000 cái thơ của người Việt khắp nơi.
gửi về. Nếu Hồ Chí Minh là một cái người xứng đáng thì chắc chắn không có một cái phản ứng rộng rãi của người Việt Nam. Điều thứ hai nữa, cũng cái tình hình chung nó thuận lợi là khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, làm cho người ta thấy cộng sản không có lý do tồn tại. Bây giờ cộng sản đã sụp đổ thì cộng sản không có khả năng là một cái tổ chức khoa học để mở ra tương lai. Thứ ba thuận lợi cho chúng tôi là cái người phía châu Embo đó không đắc cử tiếp do vấn đề nội bộ bị chỉ trích, và một cái người mới là người Tây Ban Nha, Mr. Frederic Major, là một cái người có khuynh hướng theo thế giới dân chủ tự do. Cho nên cái sự vận động của chúng tôi ở UNESCO được đón nhận rất là thuận lợi. Sau khi khứu xét hồ sơ đệ nạp của người Việt hải ngoại, UNESCO đã quyết định không thi hành nghị quyết đó. Cụ thể là không tổ chức lễ sinh nhật cho Hồ Chí Minh tại UNESCO và không tham dự lễ do Hà Nội tổ chức. UNESCO cho biết rằng chính phủ Pháp không tham dự, chính quyền thị xã Paris không tham dự. Thì UNESCO chỉ cho Đại sứ quán Hà Nội thuê hai phòng ở trong UNESCO để tổ chức lấy. Thì chúng tôi phản đối, UNESCO rút lại chỉ còn cho thuê một phòng thôi, và rõ ràng với điều kiện là không được trưng bày hình ảnh Hồ Chí Minh ở trong hành lang UNESCO, mà chỉ tổ chức lễ sinh nhật và văn nghệ mà thôi. Thì như vậy cho thấy rõ ràng là chính tòa đại sứ tổ chức lễ chứ không phải UNESCO tổ chức lễ, đó là một cái sự thật rõ ràng. Khi nghe UNESCO có ý định vinh danh Hồ Chí Minh là nhà văn hóa thế giới, triết gia người Pháp Jean-François Revel đã viết một bài phản đối. Trong đó ông nhấn mạnh, nếu UNESCO làm lễ kỷ niệm nhân dịp 100 năm ngày sinh một người phạm tội ác chống lại nhân loại mà không có một tinh thần phê phán nào cả, thì e rằng tổ chức này sẽ kết liễu đời mình vì tự làm mất uy tín và trò cười cho thiên hạ. Những nhà nghiên cứu khi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoài những khẩu hiệu kêu gọi toàn dân của ông, đã không tìm thấy những tư tưởng gì mang tính chất triết học đưa đến một chương trình hành động. Hơn nữa, chính Hồ Chí Minh cũng xác nhận một cách công khai rằng ông chỉ là người hành động theo tư tưởng Mác Lê và Mao Trạch Đông mà thôi. Năm 1992, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tu chính hiến pháp thêm cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều 4, xem đây là ngọn hải đăng cùng với chủ nghĩa Mác Lê soi đường chỉ lối cho Đảng Cộng sản Việt Nam và độc quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn. Câu hỏi mấu chốt được đặt ra, có cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh hay không? Và sau đây là những phân tích và kết luận của những nhà nghiên cứu cũng như lời thú nhận của chính Hồ Chí Minh. Nếu nói tư tưởng thì ai cũng có tư tưởng cả, chúng ta đều có tư tưởng chứ. Thế nhưng mà khi mà cái tư tưởng đưa lên nó như là nó nằm trong một hệ thống triết học hay là một hệ thống tư duy nào đó thì tôi nghĩ nó không phải. Bởi vì cái này thì chính ông Hồ cũng đã nói, đã nhận ra không, tôi không có tư tưởng gì cả. Thì bây giờ cái đó là cái Đảng Cộng sản đặt vào cho ông mà thôi. Ít nhất là phải gắn vào đấy một cái gì đó. Chứ nếu không ấy thì tức là nó chả là cái gì cả. Ra tư tưởng Hồ Chí Minh là không có. Vì rằng á, tư tưởng Hồ Chí Minh nó chỉ biểu hiện qua một số cái hành động của ông, một số cái lời kêu gọi của ông, ví dụ là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, rồi là yêu nước, là yêu chủ nghĩa xã hội. Tất cả những cái đó nó rất là sáng rộng. Trong cái cuốn sách của ông Nguyễn Văn Trấn viết cho mẹ và Quốc hội ở trang 152, thì khi có nhiều người hỏi rằng là Hồ Chủ tịch là nên viết cái tư tưởng của Hồ Chủ tịch ra, thì ông Hồ Chí Minh ông bảo rằng tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác Lênin. Và ngoài ra đó, chúng ta cũng không thấy Đảng Cộng sản không có trình bày được một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Còn các cái tác giả Tây Phương
dù là rất là thiên cộng như Jean Lacouture cũng xác nhận rằng ông Hồ Chí Minh là một con người hành động chứ không phải là một lý thuyết gia. Chúng ta thấy rằng chúng ta thường nghe Marxism, Stalinism, Leninism, Titoism, Maoism, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói đến Hồism. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại áp đặt cho ông một tư tưởng? Trả lời cho câu hỏi này, các nhà nghiên cứu sẽ trình bày mục đích sống còn của Đảng Cộng sản, khiến họ phải áp đặt một tư tưởng không hề có cho Hồ Chí Minh. Và tại sao xuất hiện cái tư tưởng Hồ Chí Minh? Là năm 1990, tức là các cái chế độ cộng sản bị lật đổ. Rồi năm 91 thì đến cái chế độ của Liên Xô cũng sập luôn. Thì như thế đó, một cái câu khẩu hiệu chiến lược của Cộng sản Việt Nam đó là chủ nghĩa Marxist Leninist bất chiến bất thắng buôn năm. Thì cái câu đó nó không còn giá trị nữa, bởi vì bất chiến bất thắng mà sao lại suy sụp. Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cái chỉ thị số 6 tổ chức vận động dân chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Như thế có nghĩa là khi mà thành trì tư tưởng Marxist gặp khó khăn thì Đảng Cộng sản mới bày ra cái chuyện tư tưởng Hồ Chí Minh để củng cố cái ý thức hệ của Đảng. Thực ra cái điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái bản sao điều 6 của Hiến pháp Liên Xô mà thôi. Nên nhớ rằng dưới thời của Brezhnev, uy tín của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày một sa sút. Trong tình hình đó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô thấy cần thiết phải đưa vào hiến pháp của mình một cái điều 6 bắt buộc về mặt pháp luật củng cố duy trì cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và thời kỳ ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thống trị đất nước, kinh tế ngày càng sa sút, dân tình ngày càng bất mãn, uy tín của Đảng Cộng sản không còn như trước nữa. Cho nên cũng giống như bên Liên Xô thì người ta phải cầm đến chiếc gậy, mà chiếc gậy đó chính là điều 4 của hiến pháp để mà duy trì cái quyền lãnh đạo của Đảng. Sau 35 năm nghiên cứu về Hồ Chí Minh là làm việc trong khoảng 10 cái văn khố khác nhau của thế giới thì tôi hoài nghi cái vấn đề tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ ông Hồ Chí Minh cũng không có tư tưởng riêng nào hết, mà ông ấy chỉ là một người hành động. Khi nào ở một cái giai đoạn nào mà nhu cầu đòi hỏi thì cái tư tưởng của ông ấy sẽ là cái tư tưởng của cái thế lực, của cái chính quyền mà ông ấy cần nhờ vả. Năm 1919 khi ông ấy viết cái bản thỉnh nguyện của dân An Nam nạp cho Hội Quốc Liên thì lúc bấy giờ ông ấy đang mê say cái thuyết của Tổng thống Wilson là tự trị cho những dân mà thuộc địa. Thì sau ông đi vào Đảng Xã hội, rồi ông đi vào cả với Freemason, rồi cuối cùng qua đến Nga thì ông ấy đi hoạt động cho Nga, thì tư tưởng của ông ấy là cái tư tưởng Marxist Leninist. Lúc ông ấy làm việc cho Tưởng Giới Thạch, tức là đệ tứ quân khu trong cái thời đệ nhị thế chiến, thì tư tưởng của ông ấy là tư tưởng của Tôn Giật Tiên, của Dân Sinh. Rồi sau này khi mà ông đi làm cho Odes Mỹ thì ông ấy học thuộc cả cái câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Thì ông nói cái nền dân chủ Mỹ sẽ là nền tảng cho chế độ Việt Nam trong tương lai. Tư tưởng Hồ Chí Minh thì như con cắt kè đổi màu, tùy theo hoàn cảnh chính trị và tùy theo cái nhu cầu. Có thể tóm tắt thế này là ông Hồ Chí Minh là một con người
hoạt động chính trị. Ông ấy muốn giành lấy quyền lực và đoạt quyền lực bằng mọi giá. Theo nội quy của Đệ Tam Quốc tế, Đảng Cộng sản của bất kỳ quốc gia nào đều chỉ là một chi bộ của Đệ Tam Quốc tế, phải triệt để tuân thủ mọi điều lệ của tổ chức này, đặt dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Nga, phải triệt để ủng hộ các Cộng hòa Xô Viết. Giải phóng dân tộc là giấc mơ các nước nhược tiểu đầu thế kỷ 20. Nhưng đó lại là chiêu bài thích hợp nhất cho lãnh tụ Cộng sản Hồ Chí Minh để vận động toàn dân tham gia tổ chức của ông để phục vụ Cộng sản quốc tế. Chúng ta sẽ nghe các nhà nghiên cứu đề cập đến vấn đề này. Ông Olivier Todd là nhà báo, nhà văn rất tên tuổi. Ông đã từng là phóng viên và viết bình luận cho tuần báo nổi tiếng Thiên Tả của Pháp, Nouvel Observateur. Ông đã từng qua Việt Nam, viết phóng sự về chiến tranh Việt Nam. Ông cũng là tác giả của hơn 20 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Trong đó, có hai cuốn biên khảo chính trị viết về Việt Nam là Cruel Avril và La Chute de Saigon. Rất tiếc là huyền thoại về Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại. Trên thế giới hiện còn có hai huyền thoại, đó là Che Guevara và Hồ Chí Minh. Tất cả đều do tuyên truyền, mà Cộng sản Việt Nam thì tuyên truyền một cách ghê gớm, đầy giả dối, và họ đã thành công. Về Hồ Chí Minh thì có điểm hơi khác, nhất là được tiếp tay bởi những học giả ngoại quốc như Chesnu de Villers, Jean Lacouture, diễn tả Hồ Chí Minh khá cứng cỏi, nhưng hệ thống tuyên truyền đó đã được chấp nhận. Theo Olivier Todd, sở dĩ việc tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hồ Chí Minh dễ đi vào lòng người, một phần lớn nhờ vào hình ảnh Hồ Chí Minh như một ông già dễ thương và gần gũi với mọi người. Ông ăn mặc đơn sơ và sống trong căn nhà đạm bạc trong vườn, không như các lãnh tụ Cộng sản khác sống trong lâu đài. Ông nói tiếp. Nhưng điều quan trọng theo tôi nghĩ là lúc đầu ai cũng tưởng Hồ Chí Minh là người quốc gia, có tinh thần dân tộc. Họ không biết quá khứ ông ta có dính dấp tới quốc tế Cộng sản. Họ không biết ông ta là tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa Mác Lê. Tôi nghĩ huyền thoại do đó mà tồn tại. Triết gia người Pháp Jean-François Revel trong bài viết Kết quả các hành động của Hồ Chí Minh là gì đã nhận định: Hồ Chí Minh lẽ ra đã có thể là một vị anh hùng tạo lập một nước Việt Nam tân tiến và dân chủ, một người đáng lẽ đã đưa đất nước mình khỏi sự lệ thuộc của thực dân và hướng về một nước văn minh hiện đại như một tổng hợp các truyền thống với các bản sắc của một quốc gia mới mẻ. Khổng thai, mục tiêu của ông không phải là nền độc lập của Việt Nam, mà là sáp nhập nước này vào quốc tế Cộng sản. Jean Saint-Denis, tác giả tác phẩm Face à Hồ Chí Minh, đã viết sau khi đến nước Pháp: Hồ Chí Minh đã say mê đọc sách của Marx, kể cả bộ sách đồ sộ Tư Bản Luận, chẳng bao lâu trở thành cuốn sách gối đầu giường, người bạn ban đêm của ông Hồ. Ông ta hoàn toàn gắn bó với chủ nghĩa Cộng sản. Hồ Chí Minh đã một lần la lên: chủ nghĩa Lenin là mặt trời rực sáng, soi đường dẫn lối tới thắng lợi cuối cùng, tới chủ nghĩa xã hội, tới chủ nghĩa Cộng sản. Bernard Faure, trong cuốn Hồ Chí Minh on Revolution, viết rằng Hồ Chí Minh trung thành vô điều kiện với Stalin và Stalin biết điều đó. Theo bà Sophie Quinn Judge, trong tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng Hồ Chí Minh, The Missing Years, cho biết chính Hồ Chí Minh đã được chọn vào trong số 11 ủy viên ban chấp hành Đại hội thứ nhất Quốc tế Nông dân tại Liên Xô. Chính ông Bảo Đại đã thuật chuyện ông Hồ Chí Minh đến thú thực với ông Bảo Đại rằng người ta coi tôi quá đỏ, cho nên tôi điều khiển chính phủ không nổi. Bây giờ tôi đề nghị ngài hãy đứng ra làm chủ tịch nước thay tôi sẽ trở xuống làm cố vấn. Chuyện đó chứng tỏ rằng kể từ ngày 11 tháng 11 năm 1945, ông ấy đã giải tán Đảng Cộng sản. Nhưng mà người ta
vẫn không tin, người ta vẫn thấy cái Đảng Cộng sản đó hoạt động. Vì vậy cho nên cái việc thành lập chính phủ liên hiệp rất khó khăn. Nhưng mà đến khi ông ấy đã mua chuộc được hai tướng Tiêu Văn và Lư Hán của Trung Hoa Dân Quốc để họ làm áp lực với các đảng phái quốc gia miễn cưỡng mà cộng tác với ông Hồ để lập chính phủ liên hiệp, thì ông ấy không cần ông Hồ Đại, ông ấy xin lỗi ông Hồ. Hai cái sự việc đã chứng tỏ ông cần phải làm cho thế giới và cho nhân dân tin tưởng rằng ông ấy là người yêu nước chứ không phải là người cộng sản. Những nhà sử học hay nhà báo ngoại quốc thì hầu hết họ bị ảnh hưởng bởi những quyển tiểu sử giống như là cái quyển của Trần Xuân Tiên vừa nghe nói, hoặc là một lô mười mấy hai chục cuốn tiểu sử của những cận thần của ông Hồ Chí Minh, và đáng kể nhất là ba người cán bộ cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Nhưng quan trọng hơn là tại vì họ không nắm vững được chiến tranh ý thức hệ, họ không hiểu được chủ nghĩa cộng sản đến nơi đến chốn. Khi ông ấy viết những bài chủ yếu là gì? Chủ yếu là tố cáo cái đàn áp của thực dân với thuộc địa. Những bài báo Paria là có tính chất là yêu nước và giành độc lập, có tư duy giành độc lập. Nhưng mà đến khi mà ông ấy khám phá chủ nghĩa Lenin rồi ông ấy hét lên là đây là chân lý, đây rồi, mặt trời đây rồi, rồi nhất là khi mà ông ấy năm 24 ông ấy sang Moscow gặp Stalin, học ở trường Phương Đông, thì từ đó trở đi ông không còn là người dân tộc, không còn là người yêu nước. Ông ấy biến thành con người bị cái chủ nghĩa Mác Lênin nó mê hoặc, bị Stalin Lênin nó khống chế, và ông đã biến hoàn toàn một con người khác. Nhà văn Trung Hoa Tưởng Vĩnh Kính trong cuốn sách Hồ Chí Minh tại Trung Quốc đánh giá toàn bộ hoạt động của Hồ Chí Minh suốt thời gian ở Hoa Nam, chỉ để xâm nhập các tổ chức cách mạng yêu nước, hầu lũng đoạn, đánh phá và lôi cuốn những thành viên này gia nhập hàng ngũ cộng sản. Hồ Chí Minh đã thủ tiêu rất nhiều người yêu nước không đi theo đường lối của ông, kể cả những đảng viên cộng sản. Ông cũng xác nhận Lâm Đức Thụ là người đã hợp mưu với Hồ Chí Minh, đã bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lãnh tiền thưởng 150.000 tiền Đông Dương. Ông Olivier nói tiếp: có người như Franz Fitzgerald lại nói Hồ Chí Minh không phải là tội đồ nhưng là con người cứng rắn. Ngày nay, những nhà nghiên cứu Tây phương bên Việt Cộng sản đều cho rằng tất cả sai lầm và tội ác của Hồ Chí Minh là cần thiết. Họ không hề biết rằng theo tài liệu về tiểu sử Hồ Chí Minh, ông ta đã tiêu diệt các nhà ái quốc phe quốc gia. Ông ta đã tiêu diệt nhóm gọi là Trotsky và nhiều nhóm ái quốc khác nữa. Đây là việc nhắc lại cách đau thương nhưng là điều cần thiết phải lặp đi lặp lại. Có thể 50 năm sau các tài liệu văn khố sẽ được bạch hóa. Chúng ta cũng phải phấn đấu phá tan bức màn bí mật của Việt Nam và hiểu thêm về bí mật của Đảng Lao động Việt Nam. Không những Hồ Chí Minh đã sát hại những người yêu nước mà còn thanh toán những đồng chí của họ khi thấy không đáng tin cậy để giữ bí mật hoặc nguy hại cho họ. Đó là những học viên trường sĩ quan Võ Bị Hoàng Phố. Sau khi tốt nghiệp không chịu theo cộng sản, Hồ Chí Minh dùng một liều thuốc rất công hiệu là sai đảng viên cộng sản tiết lộ danh tánh cho tình báo Pháp. Ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ trước năm 1975, là tác giả cuốn Gọng Kềm Lịch Sử, được phát hành bằng hai thứ tiếng Việt ngữ và Anh ngữ. Ông hiện giữ chức chủ tịch Viện Nghiên cứu Thái Bình Dương. Ông đã là nhân chứng về sự tàn sát người yêu nước của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến tranh vừa qua. Trong cái cuộc tranh đấu giành lại độc lập với người Pháp, mặc dù tất cả những đảng phái quốc gia khác hay tất cả những thành phần nào ở trong xã hội Việt Nam, ai cũng muốn tham gia vào cái cuộc tranh đấu đó,
Nhưng mà những người Cộng sản Việt Nam chủ trương họ giữ